À dân, Lộc An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc toàn thể quý bà con có một buổi tối ngày 8 tháng 6 năm 2024 thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Thì ngày hôm qua Lộc An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi, đó là cặp 24 và 42. Ba căn siêu chủ là 042, 742 và 124. Thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con miền Nam, miền Bắc ở ngày hôm nay. Miền Bắc ngày hôm nay chúng ta chiến thắng còn 24, chiến thắng đầu đuôi còn 24 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay, quý bà con nhé. Đặc biệt là miền Nam ngày hôm nay tưng bừng rực rỡ. Ngày hôm nay miền Nam tưng bừng rực rỡ với đầu đuôi 42, với siêu chủ là 124 và lô là 342 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ, chiến thắng được siêu chủ đó là 124 ở Đài Bình Phước, chiến thắng đầu đuôi 42, chiến thắng bao lô đó là 42 ở Đài Thành Phố cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay chúng ta đã rực rỡ thành công, may mắn phát lộc phát tài cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, một ngày trọn vẹn cho tất cả quý bà con. Thì dạo này thì miền Nam thì chúng ta lục cũng không có lục lớn. Thì ngày hôm qua Lộc An nói rồi là cái cặp 2442 này Lộc An thiên về miền Nam. Thiên về miền Nam và ngày hôm nay tưng bừng rực rỡ, 42 đầu đuôi, chiến thắng ba càng, siêu chủ đó là 124, chiến thắng bao lô là 42. Chiến thắng ngày hôm nay chiến thắng cả cặp 2442 ba nháy cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì quý bà con ngày hôm nay, quý bà con nào theo kênh Lộc An mà đã chiến thắng với cặp 2442 thì cho Lộc An một nút like và nhớ đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh quý bà con nhé. Ngày hôm nay miền Trung khá đáng tiếc là 2442 nó không thể hiện, nó về 2552 và 47, nó về bộ 47 về bộ 24, được quá đáng tiếc. Nhưng miền Bắc thì chúng ta đã chiến thắng được con 24 đầu đuôi này, con 24 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay chúng ta đã đại thắng thành công rực rỡ ở ba miền Bắc, Trung, Nam cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay chúng ta đã có một ngày đại thắng thành công rực rỡ, may mắn cho tất cả quý bà con. Chúng ta đã có cái lộc lớn ở ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Lộc An xin cảm ơn tất cả quý bà con đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An trong ngày hôm nay. Đó là ngày hôm nay thì cái lượng người xem cũng khá là đông. Thì Lộc An xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An. Ngày hôm nay thì Lộc An xin cảm ơn. Đó là 3.900 quý bà con đã xem. 3.900 quý bà con đã xem và 463 lượt like. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hy vọng quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh của Lộc An. Dù chúng ta có lộc lớn, lộc nhỏ, dù chúng ta chiến thắng miền nào đi chăng nữa, thì hãy cùng luôn luôn ủng hộ kênh của Lộc An để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì quý bà con nào đã chiến thắng rực rỡ ở ngày hôm nay thì cho Lộc An những cái lượt bình luận ở dưới phần bình luận quý bà con nhé. Quý bà con có thể trượt xuống bình luận và quý bà con hãy bình luận cho Lộc An. Và quý bà con nào đang xa bờ, đang khó khăn, muốn được vào bờ thì cứ vào Zalo của Lộc An. Ngày hôm qua Lộc An nói rồi, ngày hôm nay là có đường cầu đẹp, đầu đuôi này, ba càng siêu chủ cho tất cả quý bà con miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Thì ngày hôm nay chúng ta đại thắng thành công ở trên kênh cũng như trên Zalo. Ngày hôm nay trên Zalo vẫn rực rỡ. Thì quý bà con chú ý là quý bà con ấn vào đường link thì nó sẽ hiện ra chữ tham gia màu xanh. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo của Lộc An quý bà con nhé. Còn quý bà con nào dùng điện thoại iPhone thì quý bà con cũng ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra chữ Chrome, Google và Safari. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ Safari là sẽ vào Zalo của Lộc An quý bà con nhé. Thì ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chúng ta đã có lộc lớn ở cặp 2442 ở siêu chủ miền Nam và đầu đuôi đó là 42, cũng như miền Bắc là chiến thắng đầu đuôi đó là 2442. Ngày hôm nay là quá tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì mong rằng quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh của Lộc An. Dù chúng ta có lộc lớn lộc nhỏ, dù chúng ta chiến thắng miền nào đi chăng nữa thì cũng hãy luôn luôn ủng hộ, đừng quay lưng lại với Lộc An. Những cái lượt like, những lượt đăng ký kênh, những lượt bình luận đó là cái nguồn khích lệ tinh thần để Lộc An hoàn thiện mình và tìm ra những con số chuẩn, con số đẹp nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất. Thì Lộc An không mong muốn gì hơn, mong muốn ngày nào chúng ta chiến thắng, ngày nào chúng ta chiến thắng đầu đuôi, bao lô, ba càng, siêu chủ, xiên đá cho tất cả quý bà con. Để làm sao cho quý bà con có thể có thêm cái đồng ra đồng vào, cũng như là
quý bà con nào mà đang thua tha nợ nần, đang xa bờ thì có thể là sẽ trả được nợ, trả được nần. Thì ngày hôm nay nếu như quý bà con nào mà theo cái cặp 32442 trên kênh thì chúng ta là có thể là trả được nợ, đúng không quý bà con? Chúng ta chiến thắng được, đó là 2442 được 3 nháy, cũng như chiến thắng siêu trụ là 124 là chiến thắng đầu đuôi, đó là 42. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con, cũng như miền Bắc chiến thắng được 42, à con 24, cũng khá là rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay trên Zalo của Lộc An cũng đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Ngày hôm nay trên Zalo Lộc An cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con trên Zalo dưới đài, đó là miền Bắc chiến thắng con Bạch Thủ đó 89, Xiên là 8983 ngày hôm nay, tưng bừng rực rỡ và đầu đuôi đó là 8998. Ngày hôm nay khá đáng tiếc là Lộc An gửi đến là 8998 cả đặc biệt nữa, nhưng mà nó lại về đó là con kép 33. Con kép 33 thì ngày hôm nay chúng ta đặc biệt chúng ta không chiến thắng, nhưng mà chúng ta chiến thắng đầu đuôi đó là 8998. Thì cũng khá là rực rỡ cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Còn về miền Trung, miền Trung thì chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con, đó là đài Đà Nẵng. Chúng ta chiến thắng được con 32, Xiên là 3281 thì 81 ngày hôm nay không thể hiện, nhưng mà chiến thắng được 32 và ba càng là 932 ở ngày hôm nay ở miền Trung, đài Đà Nẵng quý bà con nhé. Đó, 32 cho tất cả quý bà con. Còn về miền Nam thì ngày hôm nay rực rỡ đài Long An, chiến thắng còn 95, ba lô 95, Xiên là 95 và 63 và đầu đuôi là 8998 ngày hôm nay. 8998 cho tất cả quý bà con đài Long An quý bà con nhé. Chiến thắng bao lô Xiên cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì quý bà con nào mà đang xa bờ, đang khó khăn, muốn được vào bờ, muốn được gỡ nợ thì cứ vào Zalo của Lộc An. Zalo Lộc An là chốt số miễn phí. Mọi Zalo mà bảo là Lộc An mà thu phí xin lộc thì đó không phải là Lộc An. Và quý bà con không nên gửi phí cho người ta, tránh cái tình trạng tiền mất mà số không chuẩn. Quý bà con chú ý nhé. Thì ngày mai Lộc An vẫn có những đường cầu đầu đuôi ba càng, xiên đá cho tất cả quý bà con vào ngày mai ở ba miền Bắc Trung Nam. Ngày mai là ngày Chủ nhật thì mọi đường cầu đẹp nhất, những đường cầu cuối tuần sẽ luôn luôn sẽ tập trung vào ngày Chủ nhật, nên quý bà con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn vào ngày mai. Quý bà con chú ý nhé. Ngày mai Lộc An vẫn có những đường cầu đầu đuôi ba càng ở miền Trung, miền Nam và miền Bắc. Ngày mai cũng có cái đường cầu đặc biệt miền Bắc cho tất cả quý bà con, đường cầu đầu đuôi. Quý bà con chú ý ngày mai. Thì quý bà con nào mà đang xa bờ, đang khó khăn, hoặc là quý bà con chơi to quốc lớn thì quý bà con nên vào Zalo, bởi ở trên Zalo là chỉ chốt một đài một miền, còn trên kênh là lục chung lục ba miền ba đài, nên là quý bà con cân nhắc. Nếu như cảm thấy trên kênh kết thì chúng ta theo, hoặc là chúng ta chơi nhỏ nhẹ. Còn quý bà con nào muốn con số chuẩn từng đài từng miền thì vào Zalo quý bà con nhé, bởi ở trên Zalo cũng là miễn phí thôi. Ngày mai miền Nam ba đài, miền Trung ba đài, quý bà con chơi đài nào, chơi được miền nào vào nhắn tin cho Lộc An. Lộc An sẽ tìm ra những con số chuẩn, con số đẹp nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất, bao lô ba càng, xỉu chủ, xiên đá cho tất cả quý bà con ở ba miền Bắc Trung Nam, để quý bà con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và mong rằng quý bà con xem video của Lộc An thì đừng quên cho Lộc An một nút like, quý bà con nhé. Cho Lộc An một nút like, hình bàn tay hướng lên trên này. Và nhớ đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông để mỗi khi mà Lộc An lên video là YouTube nó sẽ báo cho quý bà con để quý bà con tiện theo dõi. Và quý bà con nào ngày hôm nay chiến thắng siêu trụ 124 cũng như là bao lô đầu đuôi 2442 miền Nam, miền Trung, miền Nam và miền Bắc thì cho Lộc An những cái lượt bình luận ở dưới phần bình luận để Lộc An biết, để Lộc An chúc mừng tất cả quý bà con. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ, vẫn thành công chiến thắng nối mạng thông cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Quý bà con nhé. Vào ngày mai là ngày 9 tháng 6 năm 2024 thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý bà con dưới ba lô đầu đuôi đó cặp 3993 ở ba miền Bắc Trung Nam. Ba càng siêu chủ là 539, 393 và 939 cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Quý bà con nhé. Thì quý bà con cảm thấy kết thì chúng ta theo, còn không chúng ta dừng với tham khảo. Còn quý bà con nào đang xa bờ, đang khó khăn, muốn đi vào bờ thì quý bà con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An. Zalo Lộc An là chốt số miễn phí. Mọi Zalo mà bảo là Lộc An mà thu phí xin lộc thì đó không phải là Lộc An. Và quý bà con nên cân nhắc trước khi chuyển tiền. Quý bà con chỉ cần ấn vào cái đường link màu xanh này thì nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia màu xanh. Thì Lộc An nói khá là nhiều rồi.
quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo của Lộc An. Đối với quý bà con nào dùng điện thoại, đó là điện thoại Samsung hay Oppo, quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo của Lộc An. Còn quý bà con nào mà dùng điện thoại iPhone thì quý bà con cũng ấn vào cái đường link, ấn vào đường link và sau đó quý bà con chỉ cần nó sẽ hiện ra trong Google và Safari, thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ Safari là sẽ vào Zalo của Lộc An. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng để làm sao cho quý bà con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Thì hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ thành công, may mắn, phát lộc phát tài cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Quý bà con nhé, dế cặp 3993 miền Nam, ba càng sử dụng 539, 393 và 939. Thì quý bà con nào kết trên kênh thì chúng ta theo trên kênh, còn không thì chúng ta vào Zalo, bởi ở trên Zalo thì Lộc An sẽ chốt từng đài từng miền. Ngày mai miền Nam có Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, miền Trung cũng có ba đài, nên là quý bà Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum thì quý bà con chơi đài nào, chơi miền nào cứ vào nhắn tin cho Lộc An. Lộc An sẽ nhắn tin và gửi số cho tất cả quý bà con. Thì ngày hôm nay cũng khá là đông, quý bà con đã vào Zalo và đã nhận được số và cũng như là đã có sự may mắn và sự chiến thắng lớn. Thì hy vọng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng cho tất cả quý bà con trên kênh cũng như trên Zalo. Thì quý bà con nào ngày hôm nay chưa vào được Zalo của Lộc An thì quý bà con nhớ là nhanh tay vào sớm để nhận số vào ngày mai quý bà con nhé. Bởi Zalo thì dạo này nó có hạn chế nên là quý bà con thông cảm, là quý con nào vào sớm thì Lộc An nhắn sớm, mà quý bà con nào vào muộn thì Lộc An nhắn muộn thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Zalo thì Lộc An nó khá là đông nên là quý bà con cũng thông cảm cho Lộc An. Thì quý con nào ngày hôm nay chưa nhận được số thì ngày mai Lộc An sẽ gửi số cho quý bà con. Quý bà con cứ an tâm. Ở trên Zalo Lộc An ngày mai vẫn có những đường cầu đầu đuôi, ba càng, siêu chủ, VIP cho tất cả quý bà con, để quý bà con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Giống như ngày hôm nay chúng ta chiến thắng miền Nam, miền Nam, miền Trung, miền Bắc ở trên Zalo đều rực rỡ. Cũng như trên kênh mà miền chiến thắng được cả siêu chủ này, 124 chiến thắng được đầu đuôi này, 2442. Ngày hôm qua chiến thắng được 3443. Ngày hôm trước nữa thì chúng ta chiến thắng được 0990. Và ngày mùng 5 tháng 6 thì chiến thắng 5665, chiến thắng cả đầu đuôi cả ba càng ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Đó. Thì quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con. Thì hy vọng ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục rực rỡ nối màn thông cho tất cả quý bà con. Thì quý bà con chú ý nha, giờ phải vào đúng Zalo của Lộc An. Quý bà con vào ấn vào cái đường link màu xanh như thế này, quý bà con ấn vào và nó sẽ hiện ra, đó là cái chữ tham gia màu xanh. Nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia màu xanh như thế này. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo của Lộc An. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng, đặc biệt là cách ghép càng và cách vào tiền. Bởi vì chúng ta muốn gỡ được nợ, chúng ta muốn chiến thắng được thì chúng ta cần, đó là phải chiến thắng được đầu đuôi này, chiến thắng ba càng này, chiến thắng xiên đá này thì may ra chúng ta mới gỡ được nợ. Còn nếu như bao lô thì nếu như chúng ta phải chiến thắng dài ngày thì chúng ta mới gỡ được nợ. Bởi vì lô, bao lô thì cái lượng vốn bỏ ra nó khá lớn, để mà chúng ta gỡ được nợ thì rất chi là khó, đúng không ạ? Chúng ta muốn gỡ được nợ chúng ta phải chơi ba càng, siêu chủ, chơi đầu đuôi. Thì quý con cứ vào Zalo của Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn và gửi đến tất cả quý bà con những con số chuẩn, con số đẹp nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho tất cả quý bà con để quý bà con có thể chiến thắng. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ thành công, may mắn, phát lộc phát tài cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý bà con nhé. Quý con nhớ là phải vào đúng Zalo của Lộc An, quý con ấn vào cái đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ, đó là chữ Chrome, Google và Safari. Đối với quý bà con nào dùng điện thoại iPhone, quý con nhé, quý con ấn vào là sẽ vào Zalo của Lộc An. Thì khi chúng ta vào Zalo thì Lộc An sẽ chốt số miễn phí quý bà con nhé, và chốt từng đài từng miền. Trên kênh là Lộc Trung, Lộc ba miền ba đài, còn trên Zalo là chỉ chốt một đài một miền thôi, nên quý bà con cân nhắc. Trên nếu như chúng ta chơi ba đài thì cái lượng vốn bỏ ra khá lớn, mà chúng ta chơi một đài thì nó khác, mà chơi ba đài nó khác, quý bà con chú ý nhé. Và Lộc An kính chúc toàn thể quý bà con ngày mai sẽ may mắn, phát lộc phát tài với những con số trên kênh cũng như trên Zalo của Lộc An. Và quý bà con đừng quên là ngày mai Lộc An vẫn có những đường cầu đầu đuôi, ba càng, siêu chủ, bao lô xiên đá cho tất cả quý bà con vào ngày mai, nên quý bà con nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn vào ngày mai quý bà con nhé. Và Lộc An kính chúc toàn thể quý bà con ngày mai sẽ may mắn, phát lộc phát tài, đắc lộc, đắc bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.